hãy đến Real Madrid và giành lấy quả bóng vàng. Còn ở PSG thì nằm mơ Mbappe cũng không thể chạm tay vào nó. Đó là điều mà bất cứ ai cũng hiểu và Ninja Rùa chắc hẳn cũng đã nhận ra. Thương vụ chuyển nhượng với hàng tá drama có lẽ đã đi đến hồi kết khi hàng loạt nguồn tin uy tín vừa xác nhận Mbappe chính thức đồng ý chuyển tới Real Madrid vào mùa hè này. Không chỉ để đạt được giấc mơ lớn nhất là quả bóng vàng, Mbappe chắc chắn còn muốn thực hiện hóa nhiều tham vọng vĩ đại ở Santiago Bernabeu, đó chính là Champions League và vị thế của kẻ bá chủ hậu kỷ nguyên Rossi. Và còn hơn thế nữa, đó là những giấc mơ mà chỉ có màu áo hoàng gia mới đủ sức giúp chàng trai tài năng này làm được. Vô địch World Cup vào năm 19 tuổi khiến làng túc cầu phát cuồng với những bước chạy xé gió, tái hiện Thierry Henry. Mbappe sở hữu xuất phát điểm còn cao hơn cả Messi và CR7. Ấy thế nhưng 6 năm trôi qua, tiền đạo người Pháp dường như đã lãng phí quá nhiều cơ hội khi gắn bó với Paris Saint-Germain. Ở Paris, Mbappe trông như một ông vua xứ mù, tắm trong biển tiền và thứ quyền lực hão huyền. Ở tuổi 25, tiền đạo người Pháp chắc hẳn đã nhận ra anh cần chiếc áo đủ rộng, đủ đẹp và đủ lấp lánh để xứng tầm với đẳng cấp của mình. Khóa áo PSG, chơi bóng ở Ligue 1 và giành quả bóng vàng, đó có lẽ là giấc mơ hoang đường nhất mà chính Mbappe cũng không dám nghĩ tới. Trong nhiều phát biểu trước đây, Ninja Rùa không dưới 2 lần tiết lộ rằng bóng vàng chính là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Đâu là môi trường lý tưởng để giúp Mbappe chạm tới ước mộng nhanh nhất? Câu trả lời chỉ có thể là Real Madrid ngay lúc này. Tiền đạo người Pháp đang đứng trước cơ hội bước trên con đường của thần tượng Cristiano Ronaldo, ăn ba cùng MU, ấm quả bóng vàng, trở thành biểu tượng số 1 ở Old Trafford vào thời điểm bấy giờ. Nhưng CR7 vẫn quyết dứt áo để gia nhập Real. Khoác lên mình màu trắng vĩ đại, Ronaldo từ vị thế siêu sao tiến lên vị thế huyền thoại với thành tích rực rỡ nhất chính là 4 quả bóng vàng. Thứ hào quang của Real Madrid được tỏa ra bởi tầm vóc của một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất lịch sử. Nếu không muốn nói là vĩ đại nhất, là nơi có thể cầu thủ vươn tới những đỉnh cao chói lọi nhất. Hãy nhìn vào đội hình toàn sao của Real hiện tại là đầu hiểu đội bóng này sẽ còn mạnh đến khủng khiếp như thế nào trong những năm tới. Nếu cập bến Bernabeu, Mbappe sẽ chính là viên ngọc gắn chính giữa vương miện. Sau 14 chiếc cúp Champions League được đưa về phòng truyền thống, những chiếc cúp tiếp theo đang chờ Kylian Mbappe chinh phục. Trong cuộc đua với đối trọng Erling Haaland, Ninja Rùa còn sở hữu một lợi thế lớn hơn hẳn là đội tuyển Pháp và đội tuyển Na Uy. Nếu Mbappe tiếp tục khuynh đảo World Cup như hai kỳ đã tham dự, cộng với việc thâu tóm Champions League cùng Real, Erling Haaland e rằng khó thoát khỏi cảnh bị đối thủ cho hít khói về số lượng của bóng vàng. Nhắc tới Champions League, ta lại phải nhắc thêm, bởi đây chính là giấc mơ lớn thứ hai của Mbappe. Nếu cứ gắn bó mãi với Paris, e rằng bao lâu nữa Ninja Rùa mới có thể hiện thực hóa giấc mơ này. Lâu nay người ta vẫn kháo nhau rằng chuyện PSG vô địch cúp tay vòi còn khó hơn bắc thang lên gặp ông trời. Một đội bóng sở hữu cùng lúc cả Messi, Neymar và Mbappe lại dừng bước ngay từ vòng 16 đội 2 năm liên tiếp. Vậy là quá đủ để nói lên sự ngờ nghệch của PSG. Không biết đến bao giờ thì giới chủ Qatar mới hiểu rằng tiền sẽ chẳng mua được vinh quang Champions League, mà đó còn là bản lĩnh và đẳng cấp thường thụ. Nói tới những phẩm chất này thì Real nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Thứ DNA Champions League chẳng phải là điều viển vông nào đó trong sách vở, mà được thể hiện đanh thép qua những cuộc lội ngược dòng kinh điển, qua thứ bản lĩnh của nhà vô địch luôn được lên tiếng đúng lúc ngặt nghèo. Real hiện tại vốn đã rất mạnh và sẽ càng bá đạo nếu có sự phục vụ của Mbappe. Đội bóng hoàng gia luôn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương của Cúp C1. Và câu chuyện của năm nay hay nhiều năm tới cũng không phải ngoại lệ. Với Mbappe, giới chuyên môn thậm chí còn cho rằng Real nhiều khả năng sẽ tái hiện kỷ nguyên thống trị năm 2015 đến năm 2018 vô tiền khoáng hậu. Không chỉ là các danh hiệu, Mbappe còn có cơ hội hậu thuẫn bởi Florentino Perez, nhân vật quyền lực khiến cả túc cầu châu Âu phải cúi mình. Suốt đế chế tại Bernabeu, ông trùm xây dựng luôn săn tìm những biểu tượng của thập kỷ và dốc toàn lực móc hầu bao để đem về. Năm 2000, khi tranh cử chủ tịch của Real, Perez đã hứa mang về Luis Figo, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm ấy. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra vào năm 2009, khi bố già hoàn tất thương vụ đắt giá nhất lịch sử, Ronaldo. Giờ đây, trong hành trình xây dựng một kỷ nguyên mới, Perez lại quyết tâm chiêu mộ biểu tượng của thập kỷ này, đó chính là Kylian Mbappe. Cập bến Santiago Bernabeu, cơ hội để tiền đạo người Pháp đánh bóng tên tuổi là vô cùng lớn, như cách mà Perez đã đặc biệt dành cho CR7 năm xưa. 4 quả bóng vàng trong máu của Real của CR7 đến từ đẳng cấp, tài năng và sự nỗ lực không biết mệt mỏi, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng đằng sau đó, một phần yếu tố ảnh hưởng không hề nhỏ là những cuộc vận động hành lang của Perez. Bằng quyền lực thuộc hàng xương sò, bố già luôn biết cách giật mọi spotlight rực rỡ nhất cho đứa con cưng của mình. Năm xưa là Ronaldo và giờ chính là anh, Mbappe.
Bình minh rồi sẽ chiều tà, kỷ nguyên nào rồi cũng sẽ kết thúc. Cuộc đua song mã giữa Messi và Ronaldo không phải là ngoại lệ. Người ta lúc này chỉ còn biết níu kéo những bước chân in hằn tuổi tác của hai bậc vĩ nhân ở nơi xa xôi cách trở. Việc CR7 chuyển tới Ả Rập Xê Út và Leo cập bến nước Mỹ chính là lúc sân khấu đỉnh cao được chuyển giao. Một cuộc thoái vị đang diễn ra và ở đó hai kẻ kế tục lớn nhất gọi tên Mbappe và Haaland. Tham vọng của Mbappe chắc chắn không dừng lại ở đây, mà phải là tiến đến vị trí của kẻ xuất sắc nhất thế hệ. Từ đã 25 tuổi đã có World Cup ngay trong lần đầu tiên tham dự, với một màn tỏa sáng rực rỡ. 4 năm sau, anh lại gây ấn tượng đậm nét với cú hat-trick xứng đáng vào loại kinh điển bậc nhất cho trận chung kết. Đó là những cột mốc mà Haaland không biết bao giờ mới đạt tới được. Khi đến tấm vé tham dự, Mabu và đội tuyển Na Uy cũng không có nổi. Có chăng chỉ Jude Bellingham mới là nhân vật có khả năng cạnh tranh với Mbappe tại các sân chơi World Cup và Euro. Để đạt được vị thế của kẻ dẫn đầu kỷ nguyên mới, Ninja Rùa sẽ còn phải tạo nên chương huy hoàng trong áo câu lạc bộ. PSG bất khả, còn Real sẽ hoàn toàn khác. Một cầu thủ hàng đầu cần được đặt trong một đội bóng hàng đầu, cả về tầm vóc lẫn thực lực. Nếu cứ ở mãi Paris, Mbappe sẽ chỉ có thể hài lòng với ao làng Ligue 1 mỗi năm, trong khi những đỉnh cao chói lọi nhất đang chờ ở Madrid. Nhiều cầu thủ vĩ đại tạo nên lịch sử đã rời châu Âu và chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới. Đó là chia sẻ ẩn chứa tham vọng của Mbappe. Tiền đạo người Pháp có đủ cá tính lẫn tài năng để đạt được những điều vĩ đại. Để vươn tầm vóc của Rossi là điều không thể, nhưng tiệm cận thì Mbappe hoàn toàn đủ khả năng làm được. Với điều kiện ưu tiên nhất vào lúc này chính là gia nhập Real. Muốn bóng vàng, muốn C1, Mbappe sẽ có. Muốn chinh phục những danh hiệu và đỉnh cao chói lọi nhất, Mbappe cũng sẽ nhận được. Người hâm mộ đang dần làm quen với ngày Ronaldo và Messi chia tay bóng đá đỉnh cao, kết thúc song mã kinh thiên động địa sau hơn 20 năm. Chúng ta nhớ, chúng ta khắc khoải và chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chào đón quỷ nguyên mới. Việc Erling Haaland hụt FIFA The Best hay quả bóng vàng 2023, suy cho cùng cũng là cột mốc đánh dấu sự thoái vị của kẻ thống trị cũ, mở ra chương huy hoàng mới dành cho những siêu sao mới. Có một câu nói nổi tiếng là chuyến tàu đến Madrid không bao giờ có lần hai. Nhưng Real đã sẵn đợi Mbappe cả 3 năm, sẵn sàng chịu 2 lần từ chối đau điếng người để đổi lấy cái gật đầu của người mà Florentino Perez cho rằng là xứng đáng. Vậy nên chẳng có cớ gì để Mbappe lại tiếp tục quay xe để quanh quẩn ở với cao tù PSG. Kẻ chinh phục một bến đỗ xứng tầm như Real Madrid, kẻ viết nên những điều vĩ đại.